tưởng chui vào để làm quen, hóa ra hươu cao cổ này đã tính từ trước. Một cái thau chứa đầy cà rốt và đớp ngay một miếng rồi chuồn. Cô gái giật lại nhưng cũng đã mất một miếng rồi. Lúc này cô lại tiếp tục chọc ghẹo bằng cách lấy ra đưa xong giật lại. Hươu cao cổ bực mình chui vào sâu hơn chơi với cô gái luôn. Cô gái đành phải bỏ chạy khỏi ghế ngồi vì con hươu cao cổ này quá nhây.